Đến nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã được phân bổ trên 1.000 tỷ đồng để triển khai thi công các công trình dự án giao thông tại địa phương trong năm 2023. Và để đảm bảo giải ngân từ 95% trở lên nguồn vốn này, trong những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã đôn đốc các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Tuy một số đoạn tuyến chậm triển khai thi công do gặp khó khăn trong việc vận chuyển vật tư, máy móc thiết bị đến công trình, song đến nay, công trình đường vào trung tâm xã Thành Trung, huyện Bình Tân đã đạt gần 45% kế hoạch, với khối lượng thực hiện trên 30 tỷ đồng. Hiện các đơn vị đang tập trung hoàn thiện mặt đường, thi công các cầu trên tuyến, phấn đấu trong tháng 8 tới hoàn thành công trình. Hiện nay thì nhà thầu cũng đang tập trung máy móc thiết bị để triển khai hai mũi. Phần đường thì đang tập trung để san lấp phần cát K98. Rồi phần cầu thì triển khai đóng cọc và thi công mố trụ để kịp tiến độ cho ngày tháng 8 để hoàn thành. Còn tại công trình xây dựng đường Phú Quế Thạnh Quế, các nhà thầu đã tập trung thi công đường dẫn, hoàn thiện các cầu trên tuyến và hoàn thiện mặt đường, với khối lượng thi công 72 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch đề ra và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6. Đến thời điểm này là chỉ còn có 3 hạng mục nữa là hoàn thành. Thứ nhất là tưới nhựa lên đá 46 tưới nhựa và được 4 cái đường dầu cầu với đường dân sinh. Thì cơ bản tới 30 tháng 6 thì đơn vị thi công đúng kế hoạch đề ra. Ngoài việc tập trung phối hợp với các địa phương giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực tài chính đẩy nhanh tiến độ, thì công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường tại các công trình cũng được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông quan tâm thực hiện. Từ giám sát là luôn bám sát công trường, theo dõi và đôn đốc nhà thầu là để đảm bảo tiến độ về chất lượng công trình. Tất cả các loại vật liệu trước khi đưa vào công trình là được kiểm tra thí nghiệm đạt theo yêu cầu của thiết kế của dự án mới được phép đưa vào công trình thi công. Việc chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công công trình của các nhà thầu trong những ngày đầu năm và việc tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc trong thi công của chủ đầu tư sẽ là tiền đề để năm nay Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Long hoàn thành nhiệm vụ đầu tư công theo kế hoạch đề ra.